giờ thì chuyến xe mang hiệu Ngọc Văn Thị Liên 2020 lại tiếp tục rời bánh. Quý khách đừng lo vì chặng đường phía trước sẽ còn rất là nhiều điều thú vị. Ok anh Văn ơi, hè về rồi, em thấy hoa phượng đỏ rực cả khắp trời và còn có cả tiếng ve nữa. Chắc tầm này 2K2 đang băn khoăn lắm anh nhỉ? Nhìn các bạn 2K2 ở đây thì em lại nhớ tới cái thời cấp 3, thời học sinh của mình. Và sau cái lời chia sẻ của Tô Hoài thì anh lại càng nhớ hơn về thời học sinh của mình. Và nhớ nhất đấy là lời của cô giáo chủ nhiệm đối với bọn học sinh bọn anh. Cô nói gì hả anh? Cô nói không có nhiều đâu, cô nói có đúng một câu như thế này thôi. Đó là đời này cô chỉ đi được với các em đến đây thôi. Thế là cả lớp quà em khóc. Ôi đừng nhắc nữa anh ạ. Nhắc lại thì em thấy nhớ trường nhớ lớp quá. Mà cũng ngay đây là thật phù hợp vì chuyến tiếp theo của mình có một bạn 2K2 là bạn đang được đón mùa hè cuối cùng của trường cấp 3 của mình. Vậy thì có chần chừ gì nữa, chúng ta cùng đến chặng 2. Alo tôi nghe ngay thôi. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Lan Anh và mình hiện tại đang là học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Thuận Hành số 1. Các bạn đã sẵn sàng để nghe câu chuyện mình chia sẻ sau đây chưa ạ? Cách đây không lâu, chắc khoảng 2 tuần gần đây thôi. Khi mình đang ngồi học, lúc đó cũng là nửa đêm rồi, mình có nhận được một cuộc gọi điện thoại của cô bạn thân và cô ấy có nói rằng có lẽ tao chậm chạp rồi mày ạ. Tao sẽ bỏ cuộc thôi mày. Trong đầu tôi lúc đó thực sự là rất là lo sợ, hoảng sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra với cô bạn này. Và tôi hiểu được ra rằng chỉ muốn tôi để diễn tả cảm xúc của tôi và bạn ấy lúc này thôi. Đó chính là áp lực. Tôi chắc chắn một điều là không phải chỉ có tôi và bạn ấy mà còn có rất nhiều bạn đang đang hai đang chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 cũng gặp phải điều đó. Nhiều người thường sợ hãi nhất đó chính là cái chết. Nhưng đối với chúng tôi, ở cái lứa tuổi 17, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, chúng ta không phải lo lắng về tiền bạc, chúng ta không phải lo lắng về nhiều mối quan hệ của xã hội, chúng ta lại lo lắng về mỗi cửa của cuộc đời mình sắp sắp sửa đã bước vào, đó chính là kỳ thi đại học. Có ai đó nói rằng là đại học không phải là con đường duy nhất để đưa chúng ta tới thành công, nhưng nó lại là con đường ngắn nhất và bền vững nhất. Đứng trước những cửa đó thì chúng ta áp lực, chúng ta áp lực về những gì ạ? Chúng ta áp lực về điểm số, chúng ta áp lực về việc chọn ngành, chọn trường, chúng ta áp lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là chỉ còn vẹn vẹn 4 tháng nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào kỳ thi đại học. Chúng ta vẫn còn rất nhiều những kiến thức còn dang dở mà chúng ta chưa thể nào tiếp thu được hết. Khi đó chúng ta làm gì ạ? Có người, có bạn sẽ chọn cách bước qua nó, nhưng có người lại chọn cột dừng chân nhất. Lên đại học chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thứ. Nó không phải là cái con đường duy nhất để dẫn tới thành công, nhưng chúng ta sẽ học được ở đó rất là nhiều. Và tôi và bạn tôi thực sự đã rất may mắn khi ngay tại thời điểm mà cảm thấy áp lực nhất, cảm thấy khó khăn nhất, thì đã có gia đình, bạn bè và thầy cô ở bên cạnh động viên và tiếp theo cho nhiều động lực. Có lẽ thì bạn tôi thấy may mắn hơn khi tôi được gặp chị Huyên, gặp tin học tâm chị Huyên đã giúp đỡ tôi, định hướng được cho tôi và đặt ra cho tôi một con đường để tôi có thể lựa chọn, cho tôi có thể đi. Chỉ một lời khuyên nhủ, một lời định hướng thôi là chúng ta sẽ có thể thay đổi cả bước ngoặt cuộc đời của mình rồi. Và có lẽ là cuộc đời tôi rất là may mắn và hạnh phúc. Tôi luôn cảm ơn mỗi buổi sáng thức dậy, mình vẫn còn được sống, vẫn còn được cảm nhận, vẫn còn được học tập. Vậy tại sao chúng ta lại không học tập ngay lúc này đi?
4 tháng nữa thôi. 4 tháng để chúng ta quyết định tương lai của mình sau này sẽ ra sao. Chúng ta hãy sống, chúng ta hãy cảm nhận. Và không có một cách để cho chúng ta có thể tiếp thêm động lực cho mình, chúng ta có thể học tập dễ dàng hơn. Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta sẽ viết thành một mẩu giấy nhỏ những lời chúc, những câu chúc hay và ý nghĩa. Để khi chúng ta mở cái mẩu giấy đi ra, chúng ta có thể nghĩ rằng hôm nay mình phải cố gắng. Hôm nay mình phải cố gắng thì ngày mai mình có thể được tốt đẹp hơn được. Chúng ta mình sống thôi, kiểu không cố gắng không gì cho bản thân mình. Sống như chỉ đang cố gắng thì lúc đó là đã chết ngay từ đầu. Cố gắng lên nhé, 4 tháng nữa thôi để chúng ta thực hiện ước mơ vào đại học của mình. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau vào đại học. Và tôi cùng các bạn hãy hẹn nhau ở Hà Nội, hẹn nhau tại trường đại học và chúng ta sẽ gặp nhau trên đó nhé. Có thể viết cho mình lời chúc thật hay và thật ý nghĩa vào một mẩu giấy nhỏ để chúng ta có thể làm thế đó để làm động lực cho chúng ta cố gắng mỗi ngày, được không ạ? Được. Như Lan Anh cũng vừa nói rồi đấy ạ, cái cách mà bạn để ra những cái lời để hứa mỗi ngày mình phải cố gắng nhiều hơn. Thì bây giờ anh cũng rất mong rằng là các bạn sẽ nhận những cái mảnh giấy mình chọn này và nhận lấy bút để chúng ta có thể viết ra những cái lời nhắn nhủ đó là và để những người bạn của mình cũng cố gắng hơn các bạn nhé.